Dạ chị ơi, chị mua gì đi ạ? Cho mua mấy thứ về để cúng rằm nào. Dạ chị mua cái này ạ. Cái này bao nhiêu tiền nhỉ? 2.000 chị ạ. Úi giời ơi, lên giá. Sơ xin 5 cái về. Vâng. Thế cái này bây giờ bao nhiêu rồi? Em 10.000 chị ạ. 10.000 à? Hết tiền lên nơi lấy gì mua? Xem nào. Cái này bao nhiêu tiền đây? Cái này 10.000 chị ạ. Dạ, mẹ 10.000. ơi, làm sao? Cô này em dùng túi này. Túi đấy là túi vải. Túi vải thì nó không độc hại cho môi trường mà nó dùng được nhiều lần hơn. Còn cái này chỉ một lần về là vứt đi chứ còn gì. Này mở ra nhanh lên, về. Tại sao lại không dùng túi vải thay thế túi ni lông nhỉ?